Em xin chào các bác nhá. Em lên xả thanh lý nhanh cho các bác hai cặp loa này. Đấy, đây thì nó là dòng MG55 các bác nhá. Hai trước, em xin lỗi phải hai cặp mà hai trước. Đấy, đây là một cặp của nó MG55. Công suất là 50W, trở kháng là 6 ohm. Đây là dòng nó là dòng xi bóng các bác. Xi bóng. Đấy. MG55 50W. 6 ohm. 6 ohm là trở kháng các bác nhá. Đấy, con này thì em bán xả thanh lý thôi. Bình thường như những con hàng này thì với tức là cái dòng MG55 nó có hai phiên bản các bác nhá. À không phải hai phiên bản mà là tức là có một cái đời nữa, đời ME55 ấy. Đấy, đời ME thì nó là cái dòng gỗ của nó dán kiểu dạng xi nó xỉn xỉn ấy. Đấy, còn dòng MG thì xi nó nhìn nó bóng hơn, nó đẹp hơn. Thì đây chính là cái dòng MG. Đấy, con này thì nó về nó không có căng các bác. Vâng, về không có căng mấy cả đây này. À, cái gân của nó về các bác bắt đầu khéo tay thì gắn lại cho em đâu nhỉ. Đây đây. Đấy, nó hơi bị xíu này. Bị xíu xíu thôi. Đấy. Đây. Đó, không biết là cái này do cái keo nó chảy vào hay cái gì các bạn. Đây này. Đấy thì về các bác có thể là dùng mình dùng keo mình gắn lại, hay là mình dùng cái gì đó để mình xử lý, hay là mình thay gân được. Được chưa ạ? Đấy. Đây, còn trước này đây. Con này thì đây nhá. Các bác về sẽ dùng keo hoặc là cái gì đó mình gắn lại này. Đấy. Còn bát của nó vẫn đánh bình thường các bác nhé. Tép bát vẫn lên tiếng bình thường, không có vấn đề gì cả. Đấy, chỉ có là gân thôi. Gân thì về các bác có thể thay luôn gân hoặc là mình gắn keo. Bác nào mà đơn giản thì gắn keo thôi cũng được, không cần phải đấy. Bởi vì là tiếng nó vẫn mở bình thường các bạn, nó vẫn mở bình thường, nó chả có méo mó tiếng gì cả, vẫn thế. Đấy, chẳng qua là về mặt hình thức thì nhìn nó không ưng ý thôi. Chứ còn về chất âm thì nó vẫn thế các bạn, không thay đổi các bạn nhé. Con này gân của nó là gân 13. Đấy, gân 13 các bạn nhé. Đo hết gân của nó là 13. Còn đo full của nó là 14 này. Full bass là 14. Đấy, còn nếu mà đo gân của nó này, gân là gân 13 các bạn nhé, gân 13. Vỏ cao là, vỏ rộng là 16 này. Sâu là 21,5 này. Cao là 27 này. Đấy thì giá con này em để các bác xem nào, 1.450.000 à? 1.450.000, tôi để các bác con này 600 đi. Đấy, em xả luôn tại vì về các bác phải ngồi mày mò dán tin lại cái gân mà, hay là mình gắn keo lại gân mà. Đấy, thì bác nào mà chốt thì em xả thanh lý luôn cho các bác cho nhanh nhá, là 600k. Đấy. Bát test vẫn lên bình thường, bác nào cần thì em test bàn giao lại, được chưa ạ? Bác nào cần chốt em test bàn giao lại cho các bác, thế là các bác yên tâm. Đấy. Còn nó về không có căng đâu các bác nhé. 600.000. Vâng, em xin chào các bác. Xả gọi là lỗ quá lửa luôn.